Xin chào các bạn đã đến với bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Và sau đây là kết quả bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2024 ngày 7 tháng 9. U23 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng dẫn đầu bảng C. U23 Yemen dù gặp đôi chút trục trặc tại ngày đầu ra quân, nhưng đội tuyển Tây Á cũng đã có được chiến thắng xuân sẻ 3-0 trước U23 Singapore. Sau trận đấu, huấn luyện viên Sok up thừa nhận đội bóng của mình gặp đôi chút khó khăn nhưng đã vượt qua đúng như kỳ vọng Đồng thời, chính lược gia người Cộng hòa Séc cũng nhắc nhở các học trò cần tập trung đến trận đấu tiếp theo gặp u Việt Nam để có được kết quả tốt nhất. Đúng như dự đoán của giới mộ điệu và người hâm mộ, u Việt Nam đã thể hiện sức mạnh của mình khi có được chiến thắng đậm trước u 3 Gam. Vạn sự khởi đầu nan, hy vọng thầy trò huấn luyện viên Tru Xie tiếp tục có được những chiến thắng ấn tượng trong các trận đấu sắp tới. Bảng xếp hạng bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 ngày 7 tháng 9 có cùng được 3 điểm ngày ra quân u 3 Việt Nam, U23 Yemen đứng vị trí số 1 và số 2, không giành được điểm số nào. u 3 Singapore, u 3 Gam tạm thời đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Lượt trận thứ hai của bảng C vòng loại u 3 châu Á 2024 diễn ra vào ngày 9 tháng 9. Vào lúc 16 giờ, u 3 Gam gặp u Singapore. Lúc 19 giờ, u 3 Việt Nam gặp u 3 Yemen. Lượt trận cuối cùng của bảng C diễn ra vào ngày 12 tháng 9 vào lúc 16 giờ, U3 Yemen gặp U3 Gam. Lúc 19 giờ, U3 Việt Nam gặp U3 Singapore. Tất cả các trận đấu của đội tuyển U3 Việt Nam sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh SCTV Thể Thao và VTV5 của đài truyền hình Việt Nam. Vòng loại U3 Châu Á 2024 có sự tham dự của 43 đội được chia thành 11 bảng. Thể thức của vòng loại sẽ là lấy 11 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất để góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar. Các trận đấu của vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 6 tháng 9 tới ngày 13 tháng 9 năm 2023. Còn nhớ tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, thầy trò huấn luyện viên Bắc Hang Seo đã tạo lên kỳ tích khi đặt ngôi áo quân khi chỉ chịu thua sát nút trước U23 Uzbekistan ở trận chung kết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những thông báo mới nhất về kết quả lịch thi đấu cũng như bản xếp hạng của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2024.